Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích số 8. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63kg. Em cố gắng nặng 5kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa số có những số 8. Em giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ ở bên. Em tên là Đoàn Hải Hải. Năm nay em 26 tuổi. 26. Và hiện tại em đang làm việc cho một công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở Bình Phước. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào khán giả. Và em chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên nhân sự cho một tập đoàn. Hãy cho bên đàn gái biết một chút về ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, khuyết điểm của em thì ở đây em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng ba chất kích thích. Và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cử cà phê là ít nhất. Trời ơi, em thua chị 5 cử. Rồi một cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút mấy bao? Dạ, nó sẽ tùy vào em ngồi làm việc ở đâu nữa chị Vân. Ví dụ em ngồi làm việc ở quán cà phê nguyên một ngày, từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Nhưng ôi, nếu... vậy em thua chồng chị 3 bao. Nhưng nếu như em ngồi làm việc ở văn phòng thì một bao đó chắc khoảng 3 đến 4 ngày mới hết. Và chất kích thích thứ ba đó là bia. Thì do tính chất công việc của em thì phải đi gặp khách hàng rất là nhiều. Không biết bạn gái có chấp nhận được ba chất kích thích đó không ạ? Cái đồ của em mấy lon? Dạ khoảng 15. Thôi rồi. Anh nghe anh còn ngại được nói chuyện với bạn gái. Dạ. Trời ơi, Vân nghe chất kích thích Vân hết hồn. Vân tưởng cho em, tưởng là cái gì. Chứ còn thực ra cái này á thì là cũng không có phải là e dè lắm. Chỉ có cái cuối cùng á là 15 lon á thì là mình thấy cái đô hơi nặng. Cho em biện minh một chút được không ạ? Đó là 15 lon khi mà em đi gặp khách hàng và đối tác họ uống thì mình cũng phải uống tới nơi. Là cái đô của em là 15 nhưng mà bình maximum thường... Maximum thôi, nhưng mà bình thường tầm khoảng 5-6 chai thôi là em... Một tuần là uống mấy lần? Dạ đó, em phải tùy vào khách hàng của em nữa. Nhưng mà bây giờ em cứ trung bình thử. Thì một tuần khoảng 4 ngày. Tuần có 7 ngày em uống 4 ngày. Dạ. 3 ngày kia là coi như là... Là người ta uống với em. 3 ngày kia là em dành thời gian ở lại văn phòng em làm việc. Khi xỉn thì em làm gì? Không, khi xỉn thì em đi ráp về nhà và em ngủ giấc tới sáng. Ngủ tới sáng. Và em có một cái điểm mạnh đó là dù em uống nhiều cỡ nào, sáng thì vẫn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là em đã dậy và em đi làm rồi. Quan trọng là bạn gái bên kia. Quan điểm của em về ba loại chất kích thích như trên. Ban đầu em nghe em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà khi mà bạn giải thích ra rồi thì em thấy cũng bình thường. Em uống cà phê không? Dạ không ạ. Nếu mà em uống cà phê thì thực sự một ngày 3 ly cà phê thì nó cũng phải là ghê gớm lắm. Chắc chắn là thuốc lá em không biết hút đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn ngày em hết một bao thì với cái tuổi này của em thì cũng hơi bị nhiều. Dạ, đó là khi em ngồi làm việc một mình. Và tại vì em thì em rất thích cái sự tập trung cho nên là em sử dụng nó. Còn ví dụ như sau này mà em có bạn gái thì bạn gái sẽ là sự tập trung cho em, nó không phải là tiêu thuốc nữa. Khuyên em thế này, bớt đi. Dạ vâng. Bởi vì anh cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi. Những giai đoạn mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình có thể sử dụng như thế. Nhưng mà càng ngày cái tuổi càng lớn đó thì nó hết sức là nguy hiểm. Một cái hậu quả nó không tốt như sau này. Anh là đã trải qua, anh còn nhiều hơn em luôn. Ưu khuyết điểm của em đi. Chào em gái. Trước tiên thì em nói về khuyết điểm của em trước ạ. Tính cách của em hơi nhút nhát, em nghĩ là em hơi nhạt. Còn về ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong nhiều việc. Em có thể làm cho người ta thoải mái, tự tin khi mà đi với mình á. Em có mối tình rồi? Dạ thưa anh, trước giờ thì em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ. Mối tình đầu thì được khoảng 1.5 năm. Là mối tình thời em còn đi học thôi. Mối tình thứ hai thì chỉ là mối tình yêu đơn phương. Kéo dài 2 năm. Và bây giờ bạn đó đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Một cô gái xinh xắn thế này không có nghĩ là có mối tình đơn phương đâu. Nhiều lắm chứ Linh, Vân hồi đó cũng có tình đơn phương đó. Mà người đó không bao giờ biết đâu. Tại vì Vân không thích nói. Em chắc cũng vậy, em không nói ra cho nên người ta không biết được. Em chỉ sợ là nói ra xong rồi người ta chạy mất dép thôi. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng giống bạn gái ở bên, em cũng có 2 mối tình.
và cũng có một chút trùng hợp với bạn gái thì em cũng có một mối tình đơn phương. Sau cái mối tình đó thì em cảm giác em có lỗi gì không, em có thiếu sót gì không? Thiếu sót của em có thể là từ trước đến giờ trong tất cả các mối tình của em thì có thể là em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đó, cái điều này hết sức là quan trọng trong tình yêu. Nhớ nha, mối tình này phải chăm sóc. Hiện tại thì em muốn tìm một người yêu mẫu hình lý tưởng thế nào? Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích số 8. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63kg. Em cố gắng là nặng 5kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa số có những số 8. Thì mẫu người lý tưởng của em thì em thích một người phụ nữ dịu dàng, giống như chị Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hạn. Nói chung là hai bạn cũng có những cái sự trùng khớp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi, em trai đi với ai? Em thì ngày hôm nay em đến đây cùng với sếp của em và bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các anh chị khán giả. Em thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Hãy nên cố gắng để tìm hiểu để hai bạn có thể nếu có duyên á thì sẽ thành đôi với nhau, thì đó là điều rất là vui. Hãy cũng nên giảm bớt công việc lại để dành thời gian để tìm hiểu thì nó sẽ tốt hơn cho hai bạn. Cảm ơn em. Dạ thưa chị, hôm nay em đi với hội bạn thân của em. Xin chào chú Quyền Linh cùng cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả đang trong trường quay này. Thì cũng chào anh trai bên kia. Thì em tên là Thiện. Thì bản thân Thiện thấy là anh trai bên này khá là trưởng thành, trầm tính cũng như là biết cách lắng nghe. Lúc nãy Mai có chia sẻ là cái điểm hạn chế của Mai là Mai hơi nhút nhát. Điều đó tạo cho Mai cái sự gọi là duyên dáng đấy, làm cho đồng nghiệp cũng như là các bạn yêu mến Mai nhiều hơn. Cũng mong là cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn nó có để mà mình cùng bấm nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cái điều quyết định còn lại thì ở hai bạn. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Hôm nay em có một món quà tặng em. Món quà đầu tiên đó là một loại hoa, là hoa hướng dương. Thì luôn chúc em lúc nào cũng sẽ tươi tắn như hoa hướng dương và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi, anh tặng em. Và một cái món quà thứ hai nữa, đó là thứ em có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng trước khi em đi làm. Và hy vọng nếu mình có duyên thì hết cái ở trong này thì mình có thể là về với nhau. Anh tặng em. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một chiếc áo sơ mi. Cảm ơn em. Em nghĩ là nếu như mà mình có duyên với nhau thì lần đầu tiên hẹn nhau thì anh có thể mặc chiếc áo này. Wow, màu đen. Có đúng cái màu mà em thích không? Dạ em thích ạ. Đó, chưa gì có điểm chung. Em mở này ra coi. Đây rồi, có đúng hoa. Nước hoa thì đúng sở thích của em. Đúng sở thích hả? Dạ, tại vì em thích ra đường là phải thơm. Hiện tại em làm việc quận nhất hả? Dạ. Anh thì văn phòng của anh ở Bình Thạnh. Thì thử đưa ra tuần mình hẹn hò nhau mấy lần ở đâu đó. Chỉ cần em muốn thì ở đâu anh cũng có thể tới. Kiểu có một câu là chỉ cần em muốn hẹn hò, người xinh cảnh đẹp, cuộc tình anh lo, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như mình có duyên với nhau thì anh muốn một tuần là mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trước đây giống như anh chưa có người yêu thì anh có thể anh chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng hiện tại khi anh có người yêu thì anh sẽ chủ động. Giống như là có thể là những ngày em bận đi thì anh sẽ hỏi em trước, nếu như mà em sắp xếp được thì mình sẽ gặp nhau sau giờ làm. Hoặc là có thể trưa mình còn đi ăn trưa với nhau, hoặc là buổi tối. Em cũng có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em thì giống một cái mẫu người anh thích. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Anh thích một người làm việc văn phòng và em cũng như vậy. Nếu như trong thời gian tới mà anh với em mình cùng tìm hiểu nhau và cả hai cùng có những cái điểm chung với nhau thì mình sẽ sớm về chung với nhau, nếu như cả hai cùng nhìn được cái con đường xa cho cả hai. Nếu như mình là nhân viên của nhau thì mình có thể tìm hiểu là 3 năm. Okay. Thì khi em tròn 28 tuổi mình đăng ký kết hôn là okay. Vừa đẹp. Ok, anh có thể chấp nhận. Số okay. 8 nữa. Cưới ngày 8 tháng 8 năm 2028. Bây giờ hai bạn hát cái đi. Dạ, anh có thể giúp đỡ em, anh hát trước được không ạ? Em mới có cảm hứng hát tiếp. Ok, thì anh cũng muốn tặng em một đoạn thôi được không ạ?
Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những điều hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ cố làm tân ca, anh sẽ không bao giờ như thế. Em được mà. Em hát không được hay à? Được mà. Dạ. Có thể cho em mượn chai nước để em hát cho nó giống. Hay là em có thể làm, em có thể làm chai nước cho em. Em lấy cái chai dừa thơm á, làm mi luôn. Em xin hát bài Vì Đó Là Em. Bài này là ngày xưa mà ba em hay đánh đàn guitar cho mẹ con em nghe. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng áng mây biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Hay mà. Hát hay nhất là cầm chai dầu thơm hát á. Ừ. Dạ. Chúng ta đã trò chuyện một thời gian cũng khá dài. Bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. Bấm nút bằng cả trái tim của mình, không bấm bằng bất cứ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi 3 Như vậy là các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Em xin phép gia đình cho đặt một nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt hôm nay. Con xin phép hai bác ở nhà cho con được hôn mai. Đẹp lắm. Một cô gái rất là hiền, ngoan, dễ thương, một chàng trai rất là năng động. Anh nghĩ rằng hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo hơn trong cuộc sống nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, giữ cái áo này. Rồi, em cảm ơn. Nhớ mặc cái bữa hẹn hò đầu tiên. Và nhớ sức cái mùi này bữa hẹn hò đầu tiên luôn nha. Vâng. Rồi, em cảm ơn chị. Hãy hướng về phía mặt trời. Dễ thương làm sao đó quý vị. Mỗi một ngày trôi qua chúng tôi lại gặp các cặp đôi, và mỗi cặp đôi một màu sắc khác nhau. Một chút duyên mảnh ghép thật sự là hạnh phúc. Má, ông ba đã nói là ông cây đôi thỏ là chi? Mà em ôm cây hoa mà thỏ không chạy quá à? Không chạy quá. Nên dư em đi kiếm. Để đi kiếm. Em nghĩ em tự anh em như suy nghĩ là mình phải vẽ một bức tranh thật đẹp để dành tặng cho bản thân mình. Nhưng hôm nay được gặp em thì anh nghĩ là bức tranh em là bức tranh đó là đẹp nhất rồi. Wow. Mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Tìm hiểu nhưng mà không hợp thì mình nhắn tin sơ sơ thôi. Cái người ta nhắn tin thấy ít quá, người ta nghĩ là mình có người yêu rồi, nhưng mà không phải. Em hả? Ba mối tình rồi chị. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ 6 năm ạ. Mối kế tiếp là mấy năm? À, 2 năm. 2 năm rồi mối kế tiếp nữa? 4 tháng. Dành cả tuổi thanh xuân để yêu mà chưa có được cái gì hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.